Bà Sa Đắc Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đắc Huy đang có mặt ở vườn anh Trường Giấy, Hải Dương quý vị nhé. Thì kính thưa quý vị là bà Sa Đắc Huy ghi lại cho quý vị cái thước phim ở vườn anh Trường Giấy. Thì cây cảnh và cái ngôi biệt thự để quý vị nhìn thấy đẹp lung linh quý vị ạ. Ô quý vị ơi, đây trước mắt quý vị nè. Là chị, em chào chị. Đây chị vợ anh Trường. Chị, em chào chị. Vâng. Chị mới đến hả chị? Vâng ạ. Đấy, quý vị ơi, nhìn chị. Vâng ạ. Chị đứng đây em chụp kiểu ảnh nhé chị. Vâng. Đấy, chị tao dáng đấy, chị tao dáng. Đấy, đúng rồi, chị nhìn đây cho em nhá. Rồi chị nhìn lên cho em, rồi chị cứ tạo dáng đi, đẹp quá. Vâng, chị cứ tạo dáng đi. Rồi quá đẹp rồi, chị có muốn chụp ở kiểu nào cây khác nữa không ạ? Vâng ạ. Cây dưới Lão Mai Đại Thọ. Vâng ạ. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Vâng chị ơi, em mời chị nhìn đây cho em ạ. Vâng, đấy. Chị đứng như vậy, chị quay mặt lại ra ngoài này cho em. Đấy, đúng rồi. Rồi, đấy, chị dừng cho em mấy giây. Rồi, đẹp quá. Vâng ạ, chị tạo dáng tiếp đi ạ. Vâng ạ. Chị đứng cái này chụp cả người đẹp hơn. Rồi tuyệt vời, rồi chị dừng đây, rồi chị sang cái tác phẩm Phù Đồng Thiên Vương này, chụp ảnh cũng rất đẹp này. Đây chị vợ anh Trường đang tạo dáng trước những cái tác phẩm của vườn nhà. Và chị nhìn đây cho em nhé. Rồi rất đẹp rồi, chị nhìn đây cho em. Rồi, chị thay đổi cái dáng một chút, chị đứng nghiêng người một chút. Đấy, rồi tuyệt vời quá. Đấy, chị dừng hình cho em mấy giây ở như vậy. Giữ nguyên cho em như vậy nhé chị nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Rồi. Chị có sang chụp cái tác phẩm Độc Long Kim Cương không ạ? Vâng. Rồi, chị nhìn lên cho em nhá. Rồi, quá đẹp rồi, giữ nguyên cho em như vậy, giữ nguyên cho em vậy. Rồi chị thay đổi dáng một chút chị. Đấy. Rồi chị dừng hình cho em như vậy. Quý vị ơi, chị đứng tạo dáng như người mẫu quý vị ạ. Rồi em cảm ơn chị nhá. Đấy, chị nhìn đây cho em. Vâng, em cảm ơn chị. Xong rồi chị ạ. Chị có muốn chụp với chị có muốn chụp ở cây nào nữa không? À, chụp ở xe kiểu, vâng. Vâng, chị đánh xe ngược lại bởi vì là cái góc máy này ngược sáng. Đấy. Quý vị đợi cho chị đứng đánh xe xong rồi. Xong rồi chị chụp một kiểu ảnh ở cạnh xe. Quý vị ơi, chị đứng chụp một cái siêu xe đẹp quá quý vị này.
Chị ơi, chị nhìn đây cho em nhá. Rồi, em mời chị nhìn đây cho em. Đấy, rồi tuyệt vời quá rồi. Rồi chị ra đầu xe này, ra đầu xe em kiểu. Đấy đấy đấy, chị đứng cạnh xe thôi, chị đứng cạnh xe. Đấy. Chị đứng quay vào xe. Đấy đấy, vâng vâng vâng. Rồi, quá đẹp rồi. Chị nhìn đây cho em nhá. Rồi, chị có rồi, kiểu đấy xong rồi. Kiểu đầu đấy hả? Dạ vâng ạ. Rồi. Rồi, chị nhìn đây cho em một kiểu, nhìn đây cho em một kiểu. Vâng, ok chị. Vâng ạ, vâng ạ. Quý vị ơi, chị vợ anh Trường đang diện một cái bộ cánh rất là đẹp. Chị ơi, em chào chị. Em mời chị về sân sau cùng với chụp ảnh ở sân sau đẹp lắm chị ạ. Chị đang đứng chụp ảnh ở cái bể đá cổ của gia đình quý vị nhé. Vâng, em mời chị nhìn đây cho em. Đấy. Rồi, quá đẹp rồi. Vâng. Em mời chị ra cái đồi tùng này. Kia có cái xe cổ cái đẹp lắm có gì ạ. Chị đứng ở đầu xe cho em. Chị hơi dựa vào xe một chút xong chị tạo dáng. Đấy, xong chị tạo dáng. Đúng rồi, kiểu đấy đẹp đấy chị ạ, kiểu đấy đẹp lắm. Rồi, hơi xoay mặt về phía trước một chút. Đấy, đúng rồi, chị nhìn ở bên đấy, đúng rồi. Rồi rồi. Đứng nguyên cho em như vậy. Ok chị. Quý vị nhìn là chị tạo dáng đẹp không quý vị? Tạo dáng như người mẫu ấy. Em mời chị nhìn đây cho em nhá. Chị ơi, xong rồi chị ạ. Cảm ơn chị. Quá đẹp rồi. Đấy, chị chụp ảnh rất là đẹp. Vâng, nhìn cho em. Chị tạo dáng đẹp lắm chị ạ. Chị hơi xoay má phía trước trong chị nhìn đấy, nhìn cao đấy, đúng rồi, đứng nguyên như thế cho em. Rồi, em cảm ơn chị, xong rồi chị ạ. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Thưa quý vị vừa được chiêm ngưỡng phu nhân của anh Trường Giấy. Chị tạo dáng và chụp ảnh những cái kiểu ảnh lưu niệm, những cái tác phẩm vườn nhà. Thì đây Bossa Huy cũng xin phép dừng lời đây. Sai Huy xin chào quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.